Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Mạnh Phát tiếp tục quay trở lại với các bạn với những video những chiếc xe đạp điện cũ đã qua sử dụng. Hôm nay thì đang có rất nhiều xe đã qua sử dụng và rất là đẹp. Tuy nhiên là mọi người cũng hiểu cho Mạnh Phát vì thời gian vừa rồi tại sao lại không phục vụ các bạn. Khi mọi người bình luận rất là nhiều nhưng Mạnh Phát lại không ra được video về xe cũ. Không phải Mạnh Phát không muốn bán, ai chả muốn bán mà ai chả muốn kiếm tiền luôn. Tuy nhiên là gì ạ? Có người hiểu thì có người lại không hiểu. Thứ nhất là đơn vị vận chuyển họ không nhận hàng. Bây giờ Mạnh Phát gửi một đơn vị vận chuyển khác nó quá là đắt. Sợ là mọi người không chịu được nhiệt. Bởi vì nó 700-800 nghìn đến 1 triệu một xe cơ thì nó rất là đắt đúng không ạ? Nên là video này thì Mạnh Phát cũng như video trước chỉ gửi đến những địa bàn gần qua xe tải, xe khách hoặc những mối quen, hoặc là dọc quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam thì mới từ 200-300 nghìn nên mọi người sẽ nhận được xe dọc quốc lộ 1, chịu khó ra đây một tí, vừa rẻ hơn vừa nhanh. Đấy, thì mọi người nhận được thì Mạnh Phát sẽ gửi cho mọi người nhé. Đấy, video này thì rất nhiều xe, toàn xe đẹp thôi. Đây mọi người nhìn này, đôi Zoomer Amico đẹp xuất sắc luôn. Đây, xe zin nguyên bản hai con, cực kỳ đẹp, giá 6.500.000 bình mới nhá. Nói chung là xe đẹp không có điểm chê luôn, hai con Zoomer này cực thực sự rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ quay cho mọi người xem. Đây quay cả con này nữa này. Đây. Hai con. Đẹp không chê điểm gì, đến cái rè sau này vẫn còn đẹp như này thì mọi người hiểu rồi. Đấy, không phải xe Zoomer nó hay bị sứt sẹo cái rè này, nhưng con này hai con này đều rất là đẹp, mộc nhá. Chưa sơn tỉa không gì cả luôn nhá mọi người nhá. Ok. Đây, tiếp theo này mọi người xem. Đây là một con X-Men màu đen này. Con này thì mọi người mua sẽ được tặng thêm một bộ biển đăng ký kèm theo mà giá rất là hợp lý. Con này rất là đẹp. Con này có giá là 6 triệu bình mới nha mọi người nhá, 6 triệu bình mới thôi. Còn nếu mọi người lấy bình cũ thì con này có giá là 5 triệu bình cũ thôi. Xe cũng rất là đẹp luôn, đi rất là ngon. Đấy, màu đen, vành 12, phanh đĩa trước. Đấy, đấy. Rất là đẹp. Đây, tặng thêm bộ biển 89 có đăng ký theo luôn nhá. Ok, tiếp theo được đi vào hai con cáp A. Đây, đi ra đây cho thoáng, cho mọi người dễ nhìn. Đây, con cáp A này thì vẫn đạp được luôn. Đấy, vẫn đạp được luôn cho mọi người. Đấy, xe vẫn đạp được cáp A1 của HK3. Cũng là nguyên bản luôn. Nói chung là xe toàn xe nguyên bản rất là đẹp và chưa có sơn tỉa gì cả. Con này thì sẽ được bán cho mọi người với giá là 4 triệu bình mới nhá. 4 triệu bình mới, xe rất là chất và đẹp, đạp ngon lành cành đào luôn. Đấy. Đấy, rất là êm. Xe rất là êm nhá. 4 triệu bình mới. Bình cũ thì sẽ có giá là 3 triệu tư thôi. 3 triệu tư bình cũ thôi. Đấy, còn 4 triệu bình mới nhá mọi người nhá. Đây, xe rất là đẹp. Đấy, nếu mà mọi người nhận ở quốc lộ 2 ấy, kể cả trong Bình Phước này hay là mọi người trong Đà Nẵng ấy, thì mọi người nhận xe cũng chỉ mất đến 200-300 nghìn tiền cước thôi. Nhưng mọi người phải chịu khó ra quốc lộ 1 nhé. Đấy, nhưng có thể nhận vào ban ngày hoặc là ban đêm. Đấy. Ok, tiếp theo là con cáp A3 của Pega, cũng là dòng của HK3. Con này thì đẹp mút một một luôn. Đây, có cả bàn đạp các thứ, nói chung là đây anh ta sẽ quay cho mọi người xem đi. Con này tháo xích rồi. K33 rất là đẹp. Con này thì sẽ có giá là 6.500.000 bình mới nhé mọi người nhé. 6.500.000 bình mới, xe đẹp xuất sắc, bằng giá Zoomer Amico. Được chưa? Ok. Đây, con cuối cùng là một con Vespa. Vespa màu đen của DKBY. Con này thì giá rất là hợp lý thôi. Bình cũ nguyên bản đang sử dụng bình thường sẽ có giá là 5.800.000, chạy 5 bình ắc quy nha mọi người nhá, 5 bình ắc quy, xe nguyên bản, có cả số tiến và số lùi luôn. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là tiền nào của đấy xe, nhưng mà xe nguyên bản zin đi rất là êm nhá mọi người nhá. Đấy, đi rất là êm. Vẫn còn hơi bụi bụi này, mình vẫn còn chưa kịp lau để mang ra quay cho mọi người luôn. Đấy, dán để can để kia cũng rất là sành điệu. Đấy, con này lô xe này nhá thì như mọi người đều biết đúng không? Điều kiện để mua xe của Mạnh Phát là mọi người sẽ phải đặt cọc trước 1 triệu. Nhận xe thì thanh toán nốt, đúng không? Đặt cọc trước 1 triệu nhá. Đấy, mọi người có thể nhắn tin hoặc là alo qua số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Đấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe những chia sẻ của Mạnh Phát về xe đạp điện cũ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.